Công kích tại Yemen khiến 16 người đã bị tử vong. Ít nhất 16 người đã bị thiệt mạng vào thứ Tư ngày 24 tháng 10 trong một cuộc không kích vào một nhà máy đóng gói rau ở tỉnh Hodeidah của Yemen. Các nhân viên y tế và cư dân vùng này cho truyền thông biết. Theo đó, một liên minh do Syria dẫn đầu can thiệp vào cuộc chiến Yemen năm 2015 đã tiến hành các cuộc không kích thường xuyên nhắm vào nhóm Houthi của Iran và cả dân thường. Medics và người dân trong Beit al-Faqi, một thị trấn 70 km về phía nam của thành phố Hodeidah, nói ngoài 16 người tử vong có 12 người khác đã bị thương. Họ cho biết bom rơi trên một nhà máy đóng gói rau ở khu phố Al-Masoudi và các nạn nhân là công dân ở nơi đó. Trong khi đó, phương tiện truyền thông của Houthi cho biết 19 người đã bị thiệt mạng và 10 người đã bị thương.